Xuân, và trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn cái kèo Aerob của Indonesia. Cái kèo Aerob này, khi mà các bạn tham gia và hoàn thành các nhiệm vụ của nó, các bạn sẽ nhận được 10 cái token của nó có ký hiệu là INE. Và ngoài ra khi mà giới thiệu bạn bè tham gia nữa thì là mỗi phương người tham gia có nhận được 5 token INE nữa. Và cái con token INE này nó đã được list trên sàn CoinMarketCap nha các bạn. Hiện tại trên giá của nó trên sàn CoinMarketCap là 0,07 đô cho một token đó. Và nó đang giao dịch nhiều nhất là trên sàn Bitforex nha. Đang giao dịch nhiều nhất trên sàn Bitforex. Và về cái kèo Aerob này thì cái kèo Aerob này nó sẽ kết thúc sau 14 ngày nữa. Hôm nay là ngày 12. Vậy là ngày 26 này là sẽ kết thúc. 26, 27 này kết thúc ạ. Rồi, và để làm cái kèo này thì các bạn sẽ vào cái link mình để trong cái phần mô tả của video nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ mở cái trang của nó ra. Rồi. Điền email này. Điền password, nhập lại password. Đó. Click vào đây để xác thực này. Khi mà click vào xác thực thì các bạn sẽ ấn vào get code này để lấy code này. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn làm lần lượt nhé. Đầu tiên là điền email này. Rồi nhập password nha. Password đây nó là 8-16 ký tự. Có thể bao gồm cả chữ và số. Đó. Rồi sau khi điền mật khẩu xong, các bạn sẽ ấn vào click to verify nha. Đó, làm theo yêu cầu của nó. Rồi. Sau đó các bạn ấn vào get code. Rồi và sẽ đợi nó gửi cái mã code và cái nó gửi cái mã code về email của các bạn. 487150. Rồi các bạn điền lại vào đấy. Rồi. Tiếp tục country code của mình là Việt Nam. Đó, thì cái này của mình hay điền rồi. Nó đã có sẵn thì các bạn sẽ tìm vào đây là Việt Nam và sau đó gõ số điện thoại các bạn vào nhé. Sau đó các bạn ấn, sau khi xong các bạn ấn vào register. Password của mình vẫn hơi dài. Chỉ 86 ký tự của mình hình như vẫn thừa. Mình phải sửa lại pass một tí. Rồi, thế là mình đã đăng nhập, mình đã đăng ký xong, bây giờ sẽ đăng nhập nhé. Rồi sau khi mà các bạn đăng nhập xong thì các bạn sẽ kích vào cái phần Join Now nhé. Đấy. Sau đó các bạn sẽ điền cái địa chỉ ví Ethereum của các bạn vào đây. Sau đó các bạn ấn Submit nha. Điền địa chỉ ví xong các bạn ấn Submit nha. Thì các bạn sẽ nhận được 20 INE này. Nó thông báo là bạn đã nhận được 20 cái token đấy rồi. Đây. Và để chắc chắn được bạn nhận được cái 20 token của cái Aerob này ấy, thì các bạn có thể join vào cái WeChat của họ hoặc là cái kênh Telegram để confirm. Đấy, khi mà rơi vào các bạn phải đọc cái tin ghim ở trên này. Đấy nhá, các bạn sẽ ấn vào cái Telegram link này nhé. Rồi các bạn sẽ ấn vào rơi này. Là đọc cái bài pin cái thông báo của nó trên đây.
Đây. Đây PM cho cái người này. Đây PM cho cái người này để PM nhắn tin cho cái người này này để xác nhận cái thông tin của bạn này. Rồi mình xem là nhắn những cái thông tin gì. Đây các bạn nhìn này, in này, cái token in này hiện đã list ở trên sàn Bitforex này, EX này, GGBTC, Hotcoin và WBFest đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đây, mình sẽ ấn vào đây nhé. Ấn vào đây để xác thực cái thông tin của mình. Rồi tại cái chat với lại cái này này thì các bạn sẽ điền cho mình hai cái thông tin sau. Thứ nhất là cái email các bạn vừa mới đăng ký để tạo tài khoản. Rồi tiếp đến đó là cái số điện thoại mà các bạn cái số điện thoại mà các bạn vừa đăng ký ấy. Sau đó gửi. Ok. Vậy là xong nha. Xong sau đấy các bạn sẽ quay lại cái trang web của nó. Rồi. Nào, nãy yêu cả bạn sẽ quay lại trang web của nó này. Click vào withdraw ở trên dashboard xem nào. Đợi mình chút, mình tìm nhé. Đây rồi các bạn, các bạn ấn vào cái biểu tượng cái tài khoản của các bạn ở trên này, các bạn ấn vào cái withdraw center này. Đó. Đấy. Đấy thì các bạn sẽ ấn vào đây để hoàn thành cái KCI. Đây nó vừa có hướng dẫn là đầu tiên là các bạn phải cần phải hoàn thành với lại cái admin của cái này mà mình vừa ấy. When you admin. Rồi. Cái đấy là mình vừa điền thông tin, mình gửi thông tin cho cái admin bên Telegram này rồi. Và bây giờ là mình sẽ đây các bạn sẽ kiếm một tờ giấy này, các bạn ghi là join in này này. Đấy, cùng với cái ID card này. Và cái ngày các bạn tham gia viết như cái ảnh minh họa này nhé. Không mở to được. Đó. Thì sau khi mà chụp ảnh xong các bạn sẽ ấn vào upload này. Để tải ảnh lên nhé. Đó, tải ảnh lên xong vậy là các bạn sẽ KYC tài khoản xong. Đấy, thì lúc đó là các bạn sẽ này, sau khi mà các bạn KYC tài khoản xong rồi các bạn sẽ nhận được 10 token ở trong này. Đây này, như ở đây nó đã giấy ấy của mình là đã được 10 token rồi này. Nên mình đã được 10 token này. Đây để mà lấy được cái link giới thiệu các bạn ấn vào đây nhé. Đấy. Đấy các bạn ấn ok. Đấy các bạn có cái link này của các bạn này. Các bạn nhé. Mình vừa hướng dẫn các bạn đến cái phần mà đó là cái phần KYC nhé. Thì sau cái phần KYC này xong ấy mà các bạn sẽ ấn tiếp vào cái phần Zwork ở dưới này. Đó, các bạn kéo lên. Các bạn sẽ ấn vào cái dòng này Exclusive Promotion link này. Đấy. Các
này các bạn có, đây chính là cái dài thế này. Không phải nha các bạn nhé, đây này. Đây này, cái đây này. Cái đoạn HTTPS đến cái đoạn 5556 đây nhé. Của mình là như này, của các bạn sẽ khác nhé. Thì là đoạn này chính là cái link giới thiệu bạn bè của các bạn nhé. Thì các bạn vào copy cái link đấy để giới thiệu bạn bè tham gia. Và với mỗi bạn bè tham gia các bạn sẽ nhận được 5 token của nó nha. Rồi, vậy là mình đã giới thiệu xong cái kèo Aerob này rồi. Thì cái các bạn nhớ là cái token này nó đã list trên CoinMarketCap và đã được giao dịch trên sàn Bitforex nha. Ngoài Bitforex này còn một số sàn khác, như sàn Bitforex là có số lượng giao dịch, cái lượng giao dịch nhiều nhất. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào các bạn.